Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong phần điểm những tin vắn đáng chú ý buổi chiều ngày 29 tháng 9 của Đài Truyền hình Việt Nam. Tại phiên họp thứ 8 đánh giá về kết quả công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đánh giá công tác này đã được triển khai nghiêm túc, cơ bản đúng tiến độ kết luận của Tổng Bí thư, trưởng Ban chỉ đạo sau phiên họp thứ 7 đến nay. Ban chỉ đạo đã thành lập 7 đoàn kiểm tra, giám sát, đôn đốc tại 4 bộ, 10 tỉnh ủy, thành ủy và 108 cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc. Từ sau phiên họp thứ 7 đến nay đã đưa ra xét xử sơ thẩm 4 vụ, xét xử phúc thẩm 1 vụ, chuẩn bị xét xử sơ thẩm 8 vụ và chuẩn bị xét xử phúc thẩm 7 vụ. Ban hành cáo trạng truy tố đối với 2 vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương và Ngân hàng Xây dựng Việt Nam. Nhận lời mời của Chủ tịch và ban lãnh đạo hãng truyền thông AP, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm trụ sở hãng truyền thông này tại New York, Mỹ, bày tỏ niềm vinh dự được đón Chủ tịch nước đến thăm trụ sở. Ông Gary Prout, Chủ tịch hãng AP giới thiệu với Chủ tịch nước về truyền thống của hãng. Chủ tịch nước đánh giá cao hoạt động truyền thông mang tính khách quan, chuyên nghiệp của AP, trong đó có các hoạt động tác nghiệp ở Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch nước cũng đã trả lời phỏng vấn trực tiếp một số câu hỏi đa dạng về nhiều khía cạnh của chính sách đối ngoại, kinh tế xã hội của Việt Nam, đánh giá về tình hình quốc tế và khu vực. Theo số liệu công bố mới nhất của Tổng cục Thống kê sáng ngày hôm nay 29 tháng 9, tổng sản phẩm quốc nội GDP trong quý 3 đạt mức tăng trưởng là 6,81%, còn nếu tính 9 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế đạt mức 6,5%, mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng 2,08%, công nghiệp và xây dựng tăng 9,57%, trong khi khu vực dịch vụ tăng 6,17%. Cũng theo Tổng cục Thống kê, kinh tế 9 tháng tăng trưởng tốt nhờ vào cải thiện trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và bán lẻ, thể hiện rõ ở chỉ số sản xuất công nghiệp và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đều tăng 9,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngân hàng HD Bank vừa đón nhận giải thưởng doanh nghiệp quản lý tốt nhất tại khu vực châu Á năm 2015 do tạp chí toàn cầu Euromoney của Vương quốc Anh trao tặng. Đây là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam đạt giải thưởng này và cũng là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam được xướng tên trong bảng công bố giải thưởng của Euromoney trong năm nay. Các tiêu chí này được đánh giá dựa trên kết quả điều tra và khảo sát của gần 500 nhà phân tích thị trường tại các ngân hàng và các viện nghiên cứu hàng đầu trên thế giới. Tin quốc tế, vụ bê bối gian lận khí thải của hãng Volkswagen tiếp tục được phanh phui. Hai công ty con là Audi và Skoda thừa nhận 3,3 triệu xe ô tô của hãng này có sử dụng phần mềm gian lận khí thải mà công ty mẹ là Volkswagen đã sử dụng để vượt qua các bài kiểm tra khí thải ở Mỹ. Theo đó, thì Audi có 2,1 triệu xe và Skoda có 1,2 triệu xe trên toàn cầu có phần mềm theo dõi gian lận. Theo người phát ngôn của Audi, riêng tại Đức là 577.000 xe và tại Mỹ là 13.000 xe. Theo báo cáo của truyền thông Đức vào cuối tuần qua, Volkswagen đã bỏ qua những cảnh báo từ đội ngũ nhân viên và các nhà cung cấp cho rằng phần mềm gian lận khí thải là bất hợp pháp. Facebook lại tiếp tục gặp sự cố kỹ thuật và bị gián đoạn hoạt động trong 42 phút đồng hồ trong ngày 28 tháng 9. Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần trang mạng xã hội lớn nhất thế giới này gặp trục trặc. Người dùng không thể đăng nhập được Facebook thông qua trang web cũng như thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. Sự cố này đã khiến cổ phiếu của Facebook ngay lập tức mất giá 4%. Theo một kỹ sư của Facebook, sự cố này là do một lỗi lập trình và các chuyên gia đang khắc phục sự cố để đưa ra các dịch vụ của mình trở lại hoạt động bình thường. Facebook cũng đồng thời xin lỗi người sử dụng vì sự bất tiện này. Từ ngày 25 tháng 10 tới, máy bay của các hãng hàng không Ukraine không được phép bay qua vùng trời của Nga. Đây là hành động của Moscow nhằm đáp trả một động thái tương tự của chính quyền Kiev. Hãng tin TASS của Nga dẫn thông báo ngày 29 tháng 9 của Cơ quan Vận tải Liên bang Nga cho biết lệnh trên được thực hiện theo chỉ thị của Thủ tướng Dmitry Medvedev. Theo đó, cơ quan này đã thông báo tới tất cả các hãng hàng không của Ukraine có đường bay tới Nga sẽ không được phép sử dụng không phận Nga từ ngày 25 tháng 10 tới. Tuần trước, chính quyền Ukraine đã tuyên bố cấm các hãng hàng không Aeroflot và Transair của Nga bay qua không phận nước này cũng từ ngày 25 tháng 10. Những chuyến bay quá cảnh của các hãng hàng không Nga cũng bị cấm nếu trên máy bay có quân nhân và hàng hóa lưỡng dụng. Phần điểm tin vắn đến đây là hết. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.